rất nhiều các loại mô hình khủng long đó nằm rải rác ở khung quanh đây các bạn. Wow, còn vào mình sẽ cầm lên mình cho các bạn xem nha. Và ở đây chúng ta có một cái mô hình của con Tyrannosaurus các bạn. Wow, khủng long bạo chúa màu vàng nha, rất là đẹp. Nhìn con khủng long bạo chúa nó có những cái chấm màu hồng hồng lên cái con mắt đó kìa. Nghe cái mông nó này, đây dường như cái mông của nó này mắc cười ghê chứ các bạn. Đấy, nhìn khá là dễ thương luôn. Và đây là một chú khủng long gì đây, có vẻ như thuộc một loài của Ankylosaurus các bạn. Wow, nó có cái miệng của cá sấu kìa. Chú khủng long này mình chưa có biết tên các bạn à. Đó, nhìn nó như con Ankylosaurus nhưng cái miệng của loài cá sấu nhìn rất là lạ nha. Ở đây mình có ba chú Ankylosaurus đang tiến ra khỏi cái cánh khổng lồ các bạn nhìn thấy chưa kìa. Ôi, con này có gì đấy ta? Wow, thì ra Dimetrodon các bạn, đây là loài khủng long thuộc bộ đầm lầy các bạn. Nó sống ở những cái đầm lầy rất là khô cằn luôn nha. Chỉ săn bắt những con khủng long ở đầm lầy rất là xịn. Ui, cái vây lưng của nó đã chưa kìa. Wow, Stegosaurus của chúng ta đây rồi. Đây là chú khủng long với những cái phiến lá gai trên lưng rất là xịn luôn. Đó, nó có một cái màu xanh lá cây khá là đẹp đấy các bạn. Đó, nhìn có gai này nọ và có cái màu sắc phải nói là quá là ngầu luôn nha. Stegosaurus to lớn chưa kìa các bạn, cực kỳ bự luôn nha, nhìn những cái lá gai trên người nó kìa, ngầu chưa. Tiếp theo là có một chú Giganotosaurus, đây là loài khủng long một trong ba loài khủng long to lớn của thời tiền sử chúng ta ăn thịt nha các bạn. Đó, bộ ba của nó gồm Spino nè, khủng long bạo chúa nè và con Giga này đây đó, con mắt của nó đỏ rực kìa. Chúng ta có một chú Giganotosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn. Ồ, đẹp thật sự luôn. Chú này mình coi rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đây. Và đây là Spino trong bộ 3 đây các bạn. Đó, chú khủng long với cái vây lưng như một cái cánh buồm khổng lồ ở ngoài khơi á các bạn, nhìn xịn chưa. Đó, nhìn con khủng long màu sắc đồ phải nói là quá là đẹp luôn nha. Nó có một cái màu hồng trên người nữa các bạn. Wow, con Spino Saurus màu cam nhìn rất là đẹp luôn kìa. Đó, tiếp theo là một con trai Ceratops ba sừng, một loài khủng long tam giác long á các bạn, hay còn gọi là tam giác long vì có ba sừng này, cái sừng nó sẽ ra hình tam giác nè, thấy chưa đó. Wow, có cái màu tím rất là bắt mắt và dễ thương luôn. Wow, có một bầy trai Ceratops đang tiến đi từ từ. Wow, ở chung mới khá là nhiều là khủng long luôn. Đây chú Ankylo của chúng ta đây các bạn, mình không biết là khủng long hồi nãy thì ra đây là con Ankylo này các bạn. Nó nhìn thấy giống không, những cái phá gai trên người nó y hệt luôn, nhìn rất là đẹp luôn, với cái phần đuôi là như một cái đại kỳ khổng lồ á các bạn, khá là xịn sò. Con Ankylosaurus nó to lớn chưa kìa các bạn. Xa xa ở đây là một Amagasaurus nha, mô hình chú khủng long Amaga với khá là nhiều gai chỉa ra xung quanh cả người nó này. Các bạn nhìn cái gai của nó nhọn chưa kìa các bạn. Rất là xịn luôn. Wow, và chú Amagasaurus to lớn chưa kìa. Những cái lá gai trên lưng khá là xịn luôn. Đây là Dilophosaurus, loài khủng long chạy bằng hai chân khá là nhanh luôn, với hai cái phần mang phình ra rất là đẹp. Nó có cái phần chỏm lên giống như cái đầu các bạn, cái bầu cái phần vây cái vảy gì của nó này nè, cái mang của nó đó các bạn, nó xịn lắm. Con Dilophosaurus nhìn các bạn quá là ngầu luôn nha, nhìn từ xa có vẻ khá là nhỏ nha. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nha. Đó, và chúng ta sẽ di chuyển tới đây, và đây là Parasaurolophus, chú khủng long thuộc họ thằn lằn chi màu gần. Đó, nó có cái chi màu gần là sao, là nó có cái màu vậy nè các bạn. Đó, như cái màu gà các bạn, nhìn xịn lắm. Đây chúng ta có một bầy Parasaurolophus luôn, quá là đẹp luôn kìa. Ui, nó còn cái lằn màu xanh trên người nữa kìa. Wow, Carnotaurus của chúng ta đây rồi, chú khủng long rất là dễ thương luôn. Đó, nhìn cái màu sắc của nó kìa, hai cái sừng khá là đáng yêu và đẹp luôn nha các bạn. Đó, những đặc trưng của loài khủng long này là hai cái sừng này nữa các bạn. Còn Carnotaurus nó là cắn kiếm xương và nó hạ gục luôn. Ở đây là một con Tyrannosaurus khủng long bạo chúa. Đây chú khủng long bạo chúa của mình đây rồi, nhìn nó ngầu chưa các bạn. Ở ngoài trừ cánh tay của nó dài ra thôi, nó rất là đẹp nha. Tyrannosaurus khổng lồ. Đây là Lion, một chú sư tử xanh lá cây. Nó ngầu chưa kìa, chú sư tử thường rất là đẹp nha. Nó uống nước như là một con mèo á các bạn.
nhìn chú sư tử ngầu chưa kìa các bạn, quá là đẹp luôn nha. Scorpion, Emperor, Scorpion, đây là loài bò cặp hoàng đế cực kỳ to lớn với những cái vết chích rất là đau luôn. Đẹp chưa? Velociraptor, và kế bên là một chú Velociraptor với cái màu của rừng các bạn. Thấy các bạn này, này như một cái màu của rừng như những cái lá cây rừng đó nha. Rất là đẹp luôn và cái miệng nó há được luôn này. À, con Velociraptor nó vừa hạ gục được một con Parasaurolophus khổng lồ nữa các bạn. Đó, con Parasaurolophus khá là to lớn luôn ấy. Wow, và mô hình của một chú ngựa vàng khá là đáng yêu luôn. Wow, có những cái vằn màu đen trên người của nó các bạn, khá là xịn luôn nha. Nhìn con ngựa vàng nó ở chung với những con lạc đà không bú kìa, nhìn đẹp chưa kìa. Tiếp tục ở đây quay hey, mém nữa là mình nước của hai chú Spinosaurus này rồi các bạn. Con Spinosaurus làm rất là nét luôn nè. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn. Cái miệng nó khá là dài, chú khủng long này dùng để bắt cá. Cái miệng nó dài lắm rồi, bắt cá rất là giỏi nhưng mà lực cắn của nó không mạnh bằng con Tyra. Wow, một con Spinosaurus đang lao vào cắn Spinosaurus ở dưới kìa. Dilophosaurus đây các bạn. Đó, hồi nãy các bạn con Dilophosaurus nãy đúng không? Con này nó sẽ hóa hai cái mang như vậy nè, đấy nó sẽ phình ra như vậy này, rất là đẹp luôn. Lego, những con khủng long thịt sẽ có thể mở miệng ra được nha, những con ăn cỏ thì không được thôi. Nhìn cái Dilophosaurus nó có cái màu rất là giống như cái màu của cát ở dưới chân đó luôn các bạn. Và đây là Velociraptor phiên bản Tyrannosaurus các bạn. Tyrannosaurus là được tại vì nó có cái lằn sơn này, cái màu sơn này là của con T-Rex, cái chân là của con Velociraptor các bạn thấy không? Cái dáng của con Velociraptor nhưng mà nó lai lai với con cũng con bạo chúa ấy, nhìn rất là lạ luôn. Ở đây mình có một chú Velociraptor vừa hạ gục một con Velociraptor khác để ăn này các bạn. Wow. Ở đây là một chú Dilophosaurus trưởng thành cực kỳ to lớn luôn. Các bạn phải biết loài Dilophosaurus này chạy rất là nhanh và nó có chiều dài lên đến gần 7 mét luôn các bạn. Cái chân dài từ đầu luôn á, ấy thấy không? Con này nó rất là dài và to luôn. Nhìn con Dilophosaurus nó buông, nó biết kêu ngáp động kìa. Nhìn đẹp chưa kìa. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình, chúng ta sẽ qua một cái khu vực mới. Khu vực mới có một chú Ankylosaurus màu xanh dương, xanh nước biển á các bạn. Quá là đẹp luôn. Nhìn những cái gai trên người của nó nè, rất là ngầu luôn nha. Còn Ankylosaurus khổng lồ luôn các bạn, con này bự bằng cả một con T-Rex luôn các bạn, bự lắm. Và đây là Stegosaurus, đây rồi, đấy không? Những chú khủng long ăn cỏ như vậy á, thường sẽ không mở miệng được nha các bạn. Nó chỉ xoay được cái cổ nè, với cái chân thôi. Wow, những cái phiến gai trên lưng này nhìn rất là mềm luôn. Đấy, nó không có nhọn nha, nhưng mà thật ra con này rất là hổng hố luôn. Wow, nhìn những cái phiến gai trên lưng này, Stegosaurus kìa, nhìn ngầu. Có vẻ như đây là cái phiên bản Tyrannosaurus mô hình đẹp nhất mà mình từng thấy trong những cái bộ sưu tập mô hình chúng ta trước mặt đây. Đó, các bạn nhìn cái màu sắc của con Tyranno này này, rất là ngầu luôn, nhìn con mắt nó đỏ rực kia kìa. Một bầy T-Rex, một con T-Rex khổng lồ đang bước đi trong sa mạc. Xa xa chúng ta có một mô hình Therizino nha. Đây là mô hình của con Therizino với hai cái bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén của bạn. Con này chỉ ăn cỏ thôi nhưng mà nó sở hữu cái bộ móng vuốt cực kỳ bén luôn. Hai con Therizino đang tranh giành con cá sấu rồi, một con rắn khổng lồ với một con trời ơi, nó lực luôn. Ở đây là một mô hình Caimo. Caimo là gì? Là hạt lạc đà đó các bạn, chú lạc đà hai bú này. Đó, hai bố này là dùng để trữ nước để đi qua những cái sa mạc rất là cằn cỗi và khô hạn luôn các bạn, nhìn rất là tội luôn. Đó, nhưng mà nó có thể năng chịu được những cái nóng của sa mạc luôn nha, khá là xịn. Nhìn con lạc đà với hai cái bố khá là to nha, con này nó bự ghê luôn á, nó bự hơn con khác luôn kìa. Marsiacasaurus phiên bản robot. Nó có những cái tu vít robot này các bạn. Robo Marsiaca nhìn khá là đẹp luôn, ngầu chưa kìa. Chúng ta các bạn rất là ngầu luôn nha, đẹp thật sự luôn.
Wow, chú Lego T-Rex này của chúng ta mất cả miệng mà nó bung luôn cái đầu luôn rồi. Đây mình sẽ gắn cái đầu nó vô nha các bạn. Đây, vô cái lỗ này không? Có cái lỗ này. Ấn một phát là vô liền luôn, quá là xịn luôn. Đây là màu sắc của con. Đây con Lego T-Rex này là làm theo bộ phim 1997 các bạn. Đấy, bộ phim của không thế giới không lòng 1997 nha. Ui, con khủng long bạo chúa nó bự chưa kìa. Raku Red, wow, mô hình của khủng long Raku Red với cái đầu nhô lên khá là đáng yêu luôn. Nó có bốn cái sừng nè mà ở đâu nó lạc mất ba cái này rồi. Đó, nó có một cái màu xanh đỏ rất là đẹp luôn. Ui, một chú Raku Red đang chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow, màu sắc trên người con Raku Red nhìn khá là lạ nha. Ở phía xa xa chúng ta có V-Rap, một mô hình hà là hưu cao cổ các bạn. Đây cũng được coi là một loài khủng long ở thế giới hiện đại của chúng ta vì nó khá là cao với cái cổ khá là dài, nó cao đến 5m lận. Wow, và ở đây chúng ta có một chú hươu cao cổ rất là to lớn luôn, con này nó thể cao lên đến 5m luôn các bạn, con này cực kỳ bự luôn nha. Lion, sư tử với cái bộ bờm sư tử rất là đẹp luôn và nó ngầu cực kỳ luôn các bạn, nhìn con sư tử này. Nhìn cái bờm sư tử phải nói là quá là đẹp luôn, con sư tử đẹp thật sự đó nha. Chú sư tử kìa các bạn, khá là ngầu luôn, quá là đẹp luôn kìa các bạn, quá đẹp. Chúng ta có khá là nhiều cái mô hình ở đây luôn các bạn. Wow, ở trong một cái khu rừng khổng lồ với khá là nhiều cái món đồ chơi luôn.